Hello, xin chào mọi người, mình là Teten. Đã lâu lắm rồi mình mới có thời gian làm video review cho mọi người xem một cái sản phẩm mới. Và sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay là một chiếc kính thời trang của một cái thương hiệu có tên là Guinea. Cái kính này thì mình thấy có khá nhiều anh em ở trên TikTok họ đeo cái này. Thì mình lúc đầu mình tưởng là cái kính này nó đắt lắm, nhưng mà mình tra giá ở trên mạng thì có rất nhiều shop họ bán với cái giá rất là rẻ. Như là cái kính này thì mình đặt mua của một cái shop trong thành phố Hồ Chí Minh và cái giá của nó chỉ có 79.000 đồng. Phí vận chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh ra miền Bắc là 42.500 đồng. Nhưng mà mình áp hai cái voucher giảm giá thì cái tổng chi phí cho cái kính này là 92.600 đồng. Đấy, mọi người có thể xem cái kính của nó ở ngoài thực tế như thế nào. Mặc dù nó chỉ là một cái kính có giá trị vài chục ngàn đồng thôi, nhưng mà mình thấy là họ thiết kế cái kính này khá là nhiều cầu kỳ, có nhiều cái chi tiết phức tạp mà cái kiểu dáng của nó lại khá là bắt mắt. Hai cái mắt kính của nó thì mình nhìn nó khá là trong, chất lượng tốt hơn rất nhiều so với lại những cái kính mình mua hàng chợ chỗ mình. Và phải nói là cái thiết kế của nó tinh tế thật. Phần lớn những cái chi tiết cấu thành nên cái kính này thì được làm bằng nhựa. Tuy nhiên là mình thấy có một cái lớp, có một cái khung thép ở bên trong nữa để gia cố cái độ cứng của cái kính này. Thực ra thì mình thích cái kính nhựa hơn, bởi vì là mình là người vụng về mà mình hay để làm rơi kính xuống dưới đất thì những cái kính nhựa thì nó sẽ bền hơn là so với lại những cái kính được làm bằng thủy tinh. Trước đây thì mình có mấy cái kính được làm bằng thủy tinh, nhưng mà có mấy lần mình để rơi xuống đất là mình hỏng rất là nhiều kính. Thế là từ đấy trở đi là mình chỉ toàn mua kính nhựa thôi. Kính này thì mình thấy là phù hợp cho cả nam lẫn nữ, bởi vì đây là cái hàng unisex mà. Không những thế thì mọi người có thể đeo nó ở trong nhà nữa, không nhất thiết là phải đeo nó ngoài trời. Đây là một cái kính khá là đa dụng. Cái máy quay của mình nó, cái khả năng focus của nó hơi tệ. Thế nên là mình không rõ là mọi người xem video là có nhìn được rõ cái chi tiết của cái kính này hay không. Phải nói là trong cái tầm giá có vài chục nghìn như thế này là mình thấy cái kính này rất là chất lượng. Ngoài cái màu vàng mình đặt mua thì cái kính này nó còn có nhiều cái màu sắc khác, như là màu xanh lá này, màu đen, màu xám, màu bạc. Và cái kính này khi mà mình đeo thì cái cảm giác của nó cũng khá là thoải mái. Ôm vừa vặn khuôn mặt, nó cũng không nhỏ quá mà cũng không to quá. Nói chung là hàng rất là ok. Giá này rất là rẻ. Ok, có lẽ là cũng không còn cái gì để chia sẻ nữa rồi. Mình xin dừng video tại đây. Cảm ơn mọi người đã đón xem nhé.